Minh Khôi đang làm gì đấy con? Con xúc cát. Con xúc cát để đi đâu? Để con chở đi xây nhà à Khôi? Con xúc được mấy xe rồi? Con chở đi đâu nhỉ? Ôi dồi, lại đổ luôn đấy à con? Ôi dồi ôi, vào người đấy Khôi ơi.